đặc tính của thị trường Nhật Bản, Gucci, Armani, Gap, không thiếu một thương hiệu ngoại quốc nổi tiếng nào trên các đường phố của khu mua sắm cao cấp Jinja ở Tokyo. Nhưng khi nói đến hàng điện tử tiêu dùng thì có một hình ảnh hơi khác một chút. Các phân tích gia cho biết, có những đặc tính trên thị trường của Nhật Bản làm cho các thiết bị điện tử nước ngoài hay xe hơi của nước ngoài khó bán được trên thị trường nước này. Bước vào một cửa hàng điện tử ở Nhật Bản, khách hàng chỉ nhìn thấy các sản phẩm của các thương hiệu nội địa như TV màn hình phẳng Sony, Panasonic. Mặc dù hiện nay Samsung là công ty sản xuất TV hàng đầu trên thế giới, chiếm gần 1 phần 3 thị trường toàn cầu, nhưng rất khó để mà kiếm được một TV Samsung ở tại Nhật Bản. Không chỉ có TV mà tất cả các thiết bị điện tử tiêu dùng, từ máy giặt cho đến tủ lạnh đều như vậy. Hầu hết người tiêu dùng Nhật Bản sẽ mua các máy giặt hiệu Hitachi hay Toshiba. Một khách hàng nói rằng khi nói đến thiết bị điện tử, ông chỉ mua hàng Nhật Bản, mặc dù các thương hiệu nước ngoài như LG hay Samsung có giá rẻ hơn và cũng khá tốt, nhưng các công ty của Nhật Bản có các dịch vụ khách hàng tốt nhất và họ biết người tiêu dùng Nhật Bản suy nghĩ như thế nào và muốn gì. Các nhà sản xuất nước ngoài không có cùng một bí quyết nhiều sản phẩm nước ngoài có thể bắt đầu xuất hiện trên các kệ hàng ở Nhật Bản theo Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, được gọi tắt là TPP. Đây là một thỏa thuận tự do thương mại đầy tham vọng do Hoa Kỳ dẫn đầu. Thủ tướng Shinzo Abe cuối cùng đã chấp thuận mở các cuộc đàm phán về việc Nhật Bản tham gia vào TPP. Ở một đất nước mà đôi khi được xem như là một cửa tiệm đóng cửa, một số người cho rằng quyết định này là một cuộc cách mạng đã có những dấu hiệu thay đổi trong thái độ của người tiêu dùng. Một người mua sắm cho biết ông ủng hộ TPP. Ông cho rằng Nhật Bản không thể đứng riêng một mình và nhập khẩu thêm hàng hóa nước ngoài sẽ đem lại sức sống mới cho nền kinh tế của Nhật Bản. Và chính phủ cần phải loại bỏ các thuế nhập khẩu hiện đang làm cho hàng hóa ngoại quốc trở thành quá mắc tại đây. Mặc dù người mua sắm Nhật Bản sẽ vẫn yêu thích các thương hiệu trong nước, nhưng họ cũng đang trở nên thực tế hơn với một nền kinh tế khỏe mạnh hơn và với sự thúc đẩy TPP của Thủ tướng Abe, có vẻ như đây là một mặt trận mới đầy hứa hẹn cho cường quốc thương hiệu của thế giới.